Liên quan đến tình trạng các máy bay bị chiếu tia laser khi đang hạ cánh xảy ra gần đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện khẩn yêu cầu Bộ Công an vào cuộc điều tra để làm rõ động cơ, mục đích, đối tượng thực hiện các vụ việc này và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2016, thì tại một số cảng hàng không đã xảy ra hiện tượng dùng đèn chiếu tia laser vào máy bay khi đang hạ cánh, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn hàng không. Do đó, thì Bộ Công an được yêu cầu làm rõ động cơ, mục đích và đối tượng thực hiện các vụ việc trên để xử lý nghiêm. Đại diện Văn phòng Thường trực Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia đã bác bỏ thông tin cho rằng việc sử dụng đèn chiếu tia laser vào máy bay đang hoạt động là hoạt động khủng bố và hay là chống phá về an ninh hàng không. Theo các chuyên gia an ninh hàng không, thì khi laser chiếu vào buồng lái trong quá trình máy bay hạ cánh sẽ làm phi công phân tán tư tưởng, sao lãng, thậm chí gây mù tạm thời, dẫn đến mất khả năng nhận biết, ảnh hưởng đến an toàn bay. Trước đó, thì một vụ chiếu laser vào tối 2 tháng 6 tại Nội Bài đã được xác định là do ánh sáng từ đèn của đoàn xiếc chiếu lên.